Thì bà con sẽ cưa cái cây bần ở ngoài mé mương. Phải cưa cái được. Ủa mé xong. Cưa cây bần đó người ta. Thì nó có cái ống, một cái ống bọng. Đây có cái đường ống nước này nè, anh đang lót cái đường ống nước cho đường bị dập. Bị dập ống. Lưỡi cưa hình như nó quá lục rồi. Cái bằng này nó bị mục ngang này nè cái nhà. Mẹ tính cho nó ngã dựa lên cái bằng đó đó. Nhưng mà một cái bụng rồi. Nếu mà ngã nó đè nặng quá có thể là gãy luôn. Và nguyên cái đường ống nước này nè nó dài ra. Nếu mà đè xuống cái là nó gãy luôn cái ống nước bên dưới. Nên ba có đoàn thôi cho ngã xéo về hướng này. Cắt đại đi. Khổng nước đó. Cái thôi chú hụt nước. Làm cái chỗ. Ok mày lấy cái cây mày lót ngang đây nè, chùa bắt ngang đây nè cho nó cưa. Lấy cây sắt kìa. Mấy nhà chùa kìa. Chỗ để đây lấy cây sắt kìa. Vì lý do tại sao mà cô muốn bắt cái, cưa cái cây dừa đó để tấn mé. Để tuần lại tuần quay cho các nhà xem nha. Thì cái ngay chỗ này là cái khúc cua nên là nước đạp gì đây rất là mạnh. Hiện tại thì con đường đang bị ngập và nước nó xối vào riết nó lúng rồi cả nhà. Thằng này thì nó lỡ nó bứt luôn, nó muốn bứt luôn cái đường luôn đó, nên phải để cái bảng cảnh báo sạt lở đó. Đây tại cô mới sợ là mấy nhà ba có đoàn lại cưa cái dừa để sóc cái mé này nè. Để cho nên bị lỡ cái khúc đường này. Ba có đoàn săn quần lên để cưa luôn để coi cưa được không. Sợ gió gió chầm chầm nó bị hiếp lam á. Cái rễ của cây bần á, cật bần, cứ ngắt à? Ba cái bần rửa cái máy cưa. Cây dừa với lại cây câu câu vua. Ủa sao cây này không cưa cho nó bận để cái lùng nước ra cho người ta gửi dò. Đâu có thùng nước đâu đây. Ra thùng nước ở đây cho người ta đi ngang qua lại cây nữa. Uống nước miễn phí. Uống nước miễn phí.
ở trong thì ba cứ hồi cưa ngang để làm để cái luôn mà đấy. Ờ, này cưa để cái thùng mốt. Ờ đó cái vừa tơ mà có con trái bự quá ha. Cưa ngay đó để thùng nước từ thiện hay gì. Để nó thùng nước từ thiện ha, giờ ba cưa bắt câu rửa đưa cái lưỡi cưa nó. Mở trong đây phút trước rồi. Rồi, vô xong giờ đi thăm thắng cái nước ngoài cho tiền từ thiện giờ phải đi rồi. Sao kịp. Đi phải không? Dạ dạ. Giờ chiều trời mưa nữa. Thầy khuyên ai mắc đi Chi Tôn An Giang rồi, đi xa rồi nên là sợ tiền đó lâu lắm mới về tay của anh Thắng được. Rồi Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại ấp Mỹ Phước, xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để vào đây vào đến nhà anh Thắng. À, nghe nói là có một người ở bên Mỹ gửi tiền đô về cho anh Thắng. Em chào anh Thắng. Nay anh khỏe, anh ra đây ngồi được hả? Bữa nay khỏe, nay có đi được hả? Cấm về đó. Cho má hết xăng rồi. Hồi nãy ở đây có tiếng nhạc karaoke nên ba cái Tòng giật cái máy cưa để ngoài á cả nhà. Anh vợ anh ơi. Dạ, dạ, bận vậy. Thấy ra đây cho anh ngồi hả? Dạ. Chiều anh ra đây cho anh. Dạ. Nãy có khách đây nhưng mà không nhà tại vậy á. Giờ đã sẵn ha. Dạ. Nhà chị mới đem cái bình trà là. Ở dưới quê thường là ăn bánh nướng với trà nè, bánh, bánh ký ở chợ. Ở đây là nhà của ba anh Thắng nha cả nhà, anh chỉ ở đậu thôi. À, lúc trước thì đi cưa, anh tính góp mớ tiền để xây cái nhà đâu phía bên kia kìa, nhưng mà không ngờ là tai nạn nó ập tới, thì anh giờ anh ở nhờ bên ba của anh luôn. Thì ở đây là địa chỉ là 363 tổ 11 ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nhưng mà nãy Toàn nói lộn là ấp Mỹ Phước thì phải. Ba Toàn đang ra chỉnh cái máy cưa rồi. À, anh ở nhà anh cũng buồn buồn, anh để cái điện thoại lên đây ngồi anh coi nè cả nhà. Để lên cái kệ. Dạ ba cho ơi, hôm nay hôm nay mình đến nhà anh Thắng để mình có một việc gì đặc biệt vậy ba? À mà có cái chị Sáu, Sáu mà cái là tên là Sương Cẩm ở bên Mỹ á, một lần là có cho từ thiện gạo mấy lần ở mùa dịch Covid á. Dạ. Chứ có một lần Tết mà cho mỗi một người già trên 80 tuổi là 1 triệu đồng. Dạ. Với lại cho đủ anh ơi. 500 đô ở cái chỗ cái trại hòm từ thiện ở Mỹ Lương. Phật giáo Hòa Hảo. Rồi xã Mỹ Lương. Nay là gửi về cho 500 đô. Dạ. Là dặn là cho là Thắng là 300. 300 rồi cho bé Ngọc 100. Dạ. Cho bà nội bé Ngọc 100 nữa. Dạ. À đây. À tiền đô luôn. À, cho tiền đô, gửi tiền đô về luôn. Đặc biệt là được cái ship nha. Được cái ship ví dụ ship bị gập khớp lại là không đổi được nha. Khớp mình vuốt cái vậy là não không có đổi được nha. Làm cho nó thẳng vậy nè. Về ép lấy bằng ủi ủi. Ủi làm chảy luôn á, đừng ủi nha. Không ủi mình lấy cái lót gì lên đó, thêm. Đó, vậy là tiền mới hết cái tiền giống như tiền đô ha. Đó, cho bà nội của Hoa, cho chứ 100 bà... là cho bé em của Hoa là bé Ngọc. Ngọc để trường cho học. Để dạ. Dựt cái máy lên ba cái dừa. Giờ mình mấy còn mà thưa không à. Cái chẳng trăm nào uống vốn đi gửi tiền vậy chứ mời cái thằng phụ đi xa tới mấy bữa rồi đi lây quay thì nó lâu thì nó kỳ. Thì đem rồi, nước rượu. Dạ em cảm ơn vậy. Hình như cà phê sữa gửi tại vì thấy mấy cái clip đăng lên đó đây là chứ mà cô Sáu rồi thay mặt gia đình cảm ơn xin lời một việc thay mặt cô Sáu cô Sáu đã giúp
giúp con số tiền này con để con đi tái khám. Rồi vậy là chuẩn bị tái khám tới ha. Dạ con chuẩn bị con đi tái khám tới. Rồi. Chân thành cảm ơn cô Sáu. Cũng có tiền để cho anh Thắng mua đồ ăn tắm bổ máu hết bệnh. Ông sư phụ ghé đây thì cũng cách đây tận gì phải không? Ha. Dạ. Chân tình chết tình ấy vậy là đi xuống đây mới đi Đà Lạt ha. Dạ. Phải rồi. Lên đây xong rồi đi Lâm Đồng. Dạ, rồi, cũng có 10 ngày rồi. Dạ. Như là để kể cũng như là nắm cái đó mình có chi no đi để bà con nào có tinh thần gì cái mình ủng hộ vô chút tỉnh chút đến đó. Cũng khoảng tới mùng 10 tới con đi tái khám lại bác sĩ nhận là mới tháng đầu thì bác sĩ là một tháng đi tái khám, đợt sau này là hai bác sĩ cho hai uống thuốc 2 tháng hết thuốc rồi là đi tái khám cũng xa dần khoảng cách xa dần nhé. Dạ dạ. Cũng tốt thì mình làm thì mình cũng nghe lời bác sĩ, ăn uống kỹ một chút. Chứ mà quên nữa mà không đầy thăm hoài mà không có cái lời dặn, không có lời dặn gì. Cái chuyện ăn ái là không hết nhẹ nhẹ thôi nha, chứ đừng có làm gì cái nó ảnh hưởng xương. Dạ, chịu khó hai đứa, chịu khó nha. Chịu khó dữ vậy. Rồi kêu vợ cũng đó là tha lọ, quẹt lọ nữa, thôi nha. Làm xấu đi. Mình giống như mấy người bà đẻ hồi xưa vậy đó, là ta che, ta bôi lọ, bôi gì đó, rồi nặng chanh chua lè vậy đó. Rồi là chồng không dám lời gần, như vậy đó. Tôi đừng cái kem nha. Bôi lỏ rồi chấm. Bôi cho xấu rồi. Ghê đó. Thấy đứa không? Tiền còn phiên chồng. Cái đó không, cái đó thì thiệt là dạ dạ thì bác sĩ có giận không? Dạ dạ. Này mình có cử ăn đồ phong hay đồ gì không anh? Bác sĩ thì lúc đầu thì cho ăn thoải mái, không có thử gì hết, mà mình về nhà mình thử không dám ăn gì chứ. Mình không, về đây là chỉ ăn cá lóc với thịt heo thôi, sợ phong. Sợ mấy cái đồ phong, thí dụ ngoài cái ngứa mình gãi ngoài được. Còn dạ. Ngứa trong nó khó chịu rồi, nó cái mình ngứa chịu nổi, mình làm nó động á, phải không? Nó bị ảnh hưởng tới cái xương đó, rồi đâu ăn uống rồi đâu dám ăn cơm gì con ở dám. Này anh có thể đi lại cho khán giả xem một chút xíu không anh? Đi thì được, để đi tới lui được. Đi mà nhớ quay tổng bóng lần lần nữa. Đi đừng có gác. Anh đang trụ chân trái. Đừng có xa quá, đừng cẩn thận. Đi lại bình thường được. Không vì cái chân mình á, không chỉ là chưa có cho chỉ để cho chạm nhẹ nữa thôi. Cá sẽ không có cho để cái chân xuống mạnh để nó ảnh hưởng tới cái xương. Tại vì cái cơ thể nó quá nặng cho nên cái kia nó chịu không nổi đâu. Cái bên này nó nhỏ hơn thế nào? Dạ, thấy nó nhỏ. Đó, giờ mà phụ hồi đó cái bạn bè lại nằm nói chuyện đồ với anh Thắng là dân mấy cái giỏng phía ngoài. Nãy anh đi lên cái dốc này chắc vợ anh dìu xuống. Vợ đỡ kè nhẹ. Cái bậc thềm quên. Đừng nói cái dốc. Mới nhìn cái dốc bên đây nói cái dốc. Nói chung là vợ không có trong nhà rồi bước ở đây vậy là thôi chứ không có đi đâu ra nổi. Vô lên mưa tới 4:49 rồi. 5 giờ ba cũng phải trưa hồi nãy là 3 giờ mới trưa, hai mấy 3 giờ vậy đó. Trưa ba cái dừa rồi xong mình bữa nay nghe Cường muốn kịp sang được cũng đi trưa nữa. Chưa ghé gì đó mà sao chưa ghé giống lăn lát ghé đây không có đâu. Giờ này có trong giờ này cũng nhậu rồi đâu có độ à. Mấy đó là cứ buổi không à. Dạ. Chứ sang bà vợ nó bệnh đó, rồi nó không có đi ngoài đó được. Dạ. Đi bị sốt xuất huyết. Vợ của anh Sang bị sốt xuất huyết nên là anh không ra Lâm Đồng mà làm được. Nói tội nghiệp chưa. Chí nói giờ chí giờ cũng nhớ vợ mà cũng phải
ví dụ bây giờ vợ ở nhà có chuyện không, kêu vợ đến, kêu vợ lên làm luôn, lên lục vỏ. Vợ thì có con nhỏ, rồi có Minh nó kêu, nó tính nó kêu con ghệ gì đó lên mà không được đâu, lên thì em chí có ghệ luôn hả? Dạ Minh có. À cũng như là kêu ghệ Minh lên. Dạ. Là cũng như là thấy chí nó thấy gì nó tội nghiệp đó ha. Thấy bị ai cũng có đôi có bạn mà nó không có nó buồn ha. Dạ rồi dắt chưa con đi nó thôi. Ở vậy hai mấy anh em ở vậy đi. Rồi nè chí hấp sư phụ lên, anh hội chính nó lại ôm sư phụ hung rồi à. Hồi nãy giờ ba của Hoa với anh Thắng nói là nguyên một nhóm đồng nghiệp ba của Hoa đi cưa ở tỉnh Lâm Đồng, ở gần chợ Madagui đó, một nhóm đi lên đó đó cưa, là hôm hôm nó có đăng lên đó là cưa cái keo lai, dạ hay còn gọi là cây tràm lanh, là cái cưa đang là người ta bán cho nhà máy giấy, bây giờ là đang khai thác mà không bị mưa gió làm cũng cực, mà cái mấy cái chỗ nó dốc, nó cái dốc dưỡng nhiều dữ lắm. Dạ, dạ. Đi cưa thì nó có thấy dù là nó trên dưới đồng bằng mình á, đất liền á, cưa thí dụ là 10 si thì trên đó nó có chỉ 3 si thôi, nó mới chỉ 1/3 à, nó cưa nó hơi chậm mà, nhưng mà cái đó là không có của cô ghé đây có nói. Dạ, dạ. Là ở đây là mình cái nông nghiệp mình bây giờ nó bán cây trái nó rẻ quá, cho nên người ở đây không ai thuê cưa, một tháng gì chỉ cưa được có 3-4 ngày, còn mình lên trên đó thì nếu mà trời nắng mình ngon lành thì mình cứ ngày nào cũng có làm, thì giá nữa ra tiền cũng ngon hơn là ở đây, cho nên thì cái giá đeo được thì cũng có tiền. Mình có hỏi mình nói cưa có thể tới hết 3 cái đồi đó là có thể đến 3 tháng à, mấy tháng trời đó, 3 tháng. Đấy, nhiều lắm, tại vì cây cũng nhiều lắm. Với lại thấy cây hình như nó cũng có cây bé quá, nó cũng không ra coi. Mà được cây lớn nó cưa thì nó ra cây. Nó không ra khối. Nó ra khối. Có trên á, trên mà nó trên chót ở trên rồi đó là nó bằng. Là cưa cây nó nhiều. Nó mở, lớn nó mở đường lên tới chảnh rồi. Tới luôn hả? Mở đường đi lên rồi. Dạ, yeah, xe cuốc mở đường lên. Không nó cưa tới cho cưa, nó cưa bề ngang không có nhỏ nhỏ thôi, lối nhỏ đi thẳng lên chảnh cho nó lên, nó tham quan nó coi nhiều quá. Lên cưa nó vậy có nó mới mau ra cây. Dạ, cưa cứ thấy rồi dễ cưa trước cho nó lựa cây nào lớn rồi cưa đặng cho có lượng lượng khối á. Với lại sức giờ thứ đầu tiên thì lên sức nó còn lực còn làm được. Không, nhưng mà cưa trong vòng 1 tuần là sẽ là quen. Nó quen dần rồi, là sau này á là nó làm lẹ hơn nữa, nó khỏe, nó quen chứ rồi. Lên xuống quen rồi, giống như mấy người ở trên miền núi người ta đã đi hàng ngày. Dạ. Là ta không có mỗi chân. Mình ở dưới đồng bằng mình lâu lâu mình lên một lần á, mình đi là nó bị sổ cơ. Nó có khi nó bị chuột rút. Dạ. Cho nên nó chịu nổi, rồi tôi đi qua 1 tuần là nó sẽ được quen dần là giống như chạy bãi đá banh vậy, mới đầu vô mình chạy trong vòng 1 ngày là nó sổ đùi à. Rồi biết 1 tuần sau nó mới hết. Nên rồi nó biết nó quen luôn. Thì cũng là cái gì cũng chẳng qua là luyện tập. Dẫn ôn chỗ luyện. Cũng nói với thằng Chí. Hết nhạc nhà. Rồi. Rồi mai vừa tắt hết nhạc luôn rồi. Nó hô gán đi rồi chừng vài tháng rồi về cho xong. Tháng về không vợ 1 lần rồi. Về chứ gì. Không, cưa tới Tết lại còn nhiều rồi lắm. Nó còn nhiều lắm. Tại vì liên tục thì có thể 50 hectare. Chú Từ có thể là lãnh thêm cho nhóm đồng nghiệp còn cưa. Nhiều lắm, còn nhiều nhiều đồi lắm. Tại vì khu đó là 30 hectare, còn nhiều nơi khác nữa. Nhưng mình làm thì thí dụ mình làm gì cũng vậy, tận nhân lực cái chi thiên mệnh, biết là mình cái khó nó mới lót cái khôn. Mà mình làm được cái gì mà nó cũng như là mình thấy cũng như là gian nan mình được có nản. Rồi vậy đó, thế mình về cái gì cũng như dạng sự khởi đầu nan. Nó phải mà có đông người đó, thì bạn cưa nhiều đem lên chảnh cưa khoảng chừng như quy định cưa 3 tháng, cưa 1 tháng là được. Thì nó nhiều thì nó mau gấp kỳ, tại vì phân ra, thí dụ người cưa gốc, người tớp cưa đây, một tớp bên kia, tớp nọ, mình đi chia ra tứ hướng hết, bốn hướng hết, rồi là làm lẻ lắm, nhưng mà tại vì á, nói chung là cái anh em không chịu cực. Cái thứ hai nữa là chê tiền ít. Tại vì nào giờ là đi cưa ngay chỗ mà tiền nhiều quen rồi. Dạ, rồi cái cưa chỗ ít cái cây ngán
cũng ngán. Những phần cưa mà mình vừa cưa xong cái có thấy có tiền liền đó rồi cũng hơi ham rồi. Còn này tới từng mới tới từng rồi nó chả không đi. Nhưng mà mai mốt á là có tiền rồi mới ham. Dạ. Tại vì ta đi thì cái giao nhà máy giấy rồi người ta cân ký đâu đó rồi ta gửi cái phiếu về coi cái tiếng nhạc có sao không. Rồi vậy đó cái là mình có tiền chứ gì đâu, chứ mà tao cho mình ứng trước mà. Rồi có cái ông chủ rừng đó nói vô chỉ cần anh Tùng điên thôi tôi một tiếng là ok hôm xem tắt không. Rồi cái vậy là chỉ có tiếng không là cứ anh cứ lên tiếng là tôi đưa thôi. Tại vì là sư phụ có uy tín, rồi là giống như là mình bảo lãnh vậy đó. Mình phải lên tiếng vậy thì làm bao nhiêu ta cho đưa ứng trước hoặc là đưa về quê quê gửi về quê vậy đó. Rồi cũng ok thôi chứ đâu có việc hổm mới đầu thì mấy nó cũng muốn thối lui mà biết rồi dần dần nó quen rồi nó cầm sao làm mình luôn. Nói trời tự nhiên Cường nó về nó cái mình làm hộp phẩm làm nhưng mà hổm Cường về mà nó nói sư phụ ơi mà Cường về tụi con làm cũng số lượng cũng vậy hả mà hổm mua nguyên bốn ông kia về rồi cũng làm như vậy đó mà là tại vì mình nó đông rồi cái bắt đầu là hay gì người kia lụm rồi mình không lẽ mình lụm nữa lụm liền đó thôi có một cây mà không lẽ hai ba người xúm lại rồi coi vậy đó cứ mình luyện hết khúc này tới khúc kia hết như đó vậy mình nó mần lúc gà nó nói lúc gà cho mần buổi đứng rồi trừ buổi đứng luôn buổi đứng luôn buổi đứng vô vô sớm nha cơm rồi ra làm rồi liền rồi ba giờ chiều nghỉ nó làm buổi đứng luôn. Nghĩ trên đó trên đó tắm cũng mà sao không gầy hai bữa nay nó không điện chắc là nó cắt một cơm gì đó, nó không điện chắc chưa nó điện cho con đây nó đang cưa rồi nghỉ mệt hai thằng ngồi có cái nhóm mới lột vỏ lên thì nó bỡ ngỡ nó còn điện này kia đó rồi rồi hả quen chứ gì quen dần rồi giờ nãy giờ mình nói chuyện riêng không à giờ tập trung vô vấn đề đi bây giờ xuống đây đi cũng đi cưa rồi xuống thăm con vậy đó rồi cái nhờ cái cũng không có đi xuống nữa mà nhờ cái chị Sáu á chị gửi về chị buộc mới xuống tại mới đi hổm rồi mà vậy đi rồi tính lâu mới xuống thăm rồi thôi sẵn như vậy rồi để kết thúc ông đi về đằng kia buộc còn đi trên chi tôm nữa cưa cũng ba cái dầu nó bự lắm mà kêu lâu lắm mà kêu 5-6 tháng rồi chưa đi được rồi chưa mấy cái đình chùa rồi bây giờ một cái chùa ở trên quận 2 cũng chưa làm xong chùa Minh Đức chùa ở còn nó tùm lum hết trơn rồi với cái đình gì ở ngoài Hòn Đất Kiên Giang nữa cũng kêu mà chưa đi nữa vậy là tính đi ngày mai đi đó rồi nếu mà có thuận tiện đi ra Hòn Đất luôn đó đi cũng nhiều nơi quá thôi giờ cũng xin thay mặt gia đình hồi nào giờ là các quý vị mạnh thường quân á có những cái ưu ái gì dành cho mình rất là mừng cũng như rất hạnh diện nói ủa sao ngộ sao biết nhiêu anh em thật cưa mà sao không ai được cưng như mình là cho nên sư phụ hạnh diện vậy đó cho nên thôi thay mặt gia đình thay mặt nhóm thầy cưa cũng cảm ơn rất nhiều cảm ơn các nhà hảo tâm cảm ơn thân bằng quyến thuộc của mình cảm ơn những anh em kết nghĩa đó giờ như bà con cô bác ở trên toàn cầu này rồi luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ cho là gia đình mình với nhóm thờ cưa của mình thôi nhân đây là mình cũng nguyện trên mười phương chư Phật á xin độ cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc rồi yêu đời rồi làm gì cũng được nấy rồi cũng như dạng sự như ý đi rồi là mấy cái gì mà phước mặt mà mấy người mà để lên là đã mãn phần qua phần rồi đó mà có quyền nữa đó được siêu thăng Phật đài rồi các bà con nào mà bên đạo tôn giáo khác cũng vậy cũng được vậy với Chúa rồi về với các bậc thánh mà này kia về với Đức Mẹ nữa nên là chỗ nào về chỗ nấy được rồi đây là phù hộ lại cho con cháu được mạnh khỏe với mình kính chúc trên toàn cầu này đó là chiến tranh qua đi rồi hổm thì mình nguyện là dịch bệnh nó qua đi thì hình như cũng qua đi rồi qua thành ha giờ nguyện cho không còn chiến tranh nữa để thế giới hòa bình nhân dân an lạc rồi vậy thôi cũng lời nói mình không có được nhiều lắm chứ cũng không có gành vụ mà ăn nói nào giờ hồi đó
học có mấy cái lớp 9 nè. Cho nên là nói cũng không có rành mạch lắm, nhưng cái lời nói những cái câu văn qua lý luận mình cũng không có nữa. Bởi vậy là cũng xin tham cảm giùm. Dạ, thì về. Dạ, con cảm ơn chú phụ rất nhiều. Dạ. Ôi à, về luôn nha anh Thắng ơi. À, em cũng về luôn anh Thắng ơi. Dạ. Dạ. Em chị em cũng về luôn. Lấy mai mốt xuống làm ít ít thôi, nhiều quá uống nha. Quá trời. Lấy cà phê nãy giờ uống. Chưa hết.